yêu xa nhưng bị mẹ vợ ngăn cấm. Mẹ người yêu gọi điện bắt chia tay ý chị á? Ôi ôi, thế có đập vào mặt một cục tiền không ạ? À, bạn gì ơi? Ê, vậy mẹ người yêu gọi bắt chia tay có kiểu như là tôi yêu cầu cô rời xa con trai của tôi. À, cô muốn bao nhiêu tiền thì ra một con số đi. 2 tỷ được không? Không được hả? Thế 3 tỷ nhá. Hay cô muốn như là ok 5 tỷ được rồi. Ôi đi, chốt kèo nhá. Mẹ lấy luôn em. Ôi, con gì bao đứa yêu thằng khác thôi. Thế yêu xa mà mẹ vợ cấm thì làm như thế nào á? Có tiền, đậu má bạn mà có tiền, mẹ bạn lái con Audi rồi là Ferrari đến trước nhà người ta rồi rước con gái nhà người ta cũng ai cấm hết á. Ví dụ như là bạn ở trong Nam còn người yêu bạn ở ngoài Bắc đi, bạn sẵn sàng, bạn có tiền để khi nào mà con gái của cô ấy mà nhớ cô ấy là có thể mẹ book một chuyến máy bay về thẳng nhờ gặp mẹ luôn á, mà đời sống không có phải lo lắng cái gì á, thì người ta sẵn sàng người ta cho con người ta đi cưới thôi. Chứ còn bây giờ người ta sợ ấy, khi mà người ta có con gái mà người ta sợ cưới xa ấy là bởi vì một là vất vả, hai là mất con gái cả năm về được một lần, có khi cả năm mới về được một lần, tết nhất còn chưa chắc về được cơ. Ví dụ như là nhà chồng mà ghê gớm thì sao, tết nhất ở lại còn phải lo lắng, còn phải làm cơm nước này kia chứ đúng không, thì không về được, không thăm bố không thăm mẹ được. Nên là nếu mà cưới xa thì tất nhiên là phải sợ rồi. Đấy, thế nên là ngày xưa cái lúc mà mình bảo với mẹ mình là mình định vào Nam sống ấy, là mẹ mình cũng lo. Hồi đầu là mẹ mình cũng sợ là kiểu đi như thế là mất con luôn, là cả năm mới về được một lần. Tại vì mẹ mình đã chứng kiến ở trong làng là có rất là nhiều người đi ở nơi xa là cứ một năm mới về được một lần thôi. Mà các bạn bảo là bố mẹ sống được 3-40 năm nữa, 50 năm nữa thì số lần gặp được bao nhiêu đúng không? Tức là nó quá ít luôn ấy, không còn thời gian mà gần gũi với nhau nữa. Tất nhiên là bố mẹ sẽ không muốn con đi rồi. Xong mình bảo với mẹ mình một câu là bao giờ mà con kiếm được nhiều tiền đến cái mức mà con chỉ cần nhớ mẹ phát là con book máy bay con về luôn thì con mới đi. Thế mẹ mình không nói gì nữa. Nói được gì được nữa. Cái quan trọng không phải là sợ khoảng cách mà nó mất tiền bạn ạ. Bạn không có đủ khả năng thì người ta không gả con gái cho bạn thôi chứ gì đâu. Chứ nếu mà bạn có nhiều tiền thì xa chứ bạn ở nước ngoài có khi là cũng cho cưới đấy. Nhá, nên là quan trọng là khả năng. Và ví dụ như là bây giờ thì cũng có đi kiếm được 20 triệu một tháng chẳng hạn ấy, 20 triệu cũng không có về được đâu các bạn ạ. Bởi vì sao, cái lúc mà đẻ con ấy, xong rồi tiền bỉm, tiền sữa, tiền này tiền kia ấy, xong rồi book một chuyến về thì cả đi cả về nó rơi vào 3-4 triệu đúng không? Vé máy bay trung bình là khoảng 2 triệu một lượt đi thì là 4 triệu đấy, xong rồi có xe cộ nữa. Tại vì là ví dụ như là nhà ở Thái Nguyên, ở Hưng Yên chẳng hạn thì sẽ phải có xe đi từ Nội Bài về khu vực đấy. Đấy, xong rồi về Sài Gòn cũng lại xe book từ sân bay về nhà, xong rồi về thì quà cáp nữa đúng không ạ? Đấy, xong rồi là tiền này tiền kia đi lại. Rồi ôi, mỗi lần về thì khoảng 10 triệu đi. Mình tính là 10 triệu hay là tiết kiệm thì 6-7 triệu đi, tiết kiệm là mỗi lần đi như thế. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7-10 triệu một lần nó tiết kiệm đi. Thì lại nghĩ là thôi 10 triệu để chăm con, để làm này làm kia cho con đúng không? Chứ bây giờ nhỡ con ốm cái không có tiền thì sao? Rồi là ví dụ như là đấy là tính là cái dư giả nhá. Còn nếu mà thiếu thốn mà kiểu như là tiền ăn không có, xong rồi mỗi tháng vẫn phải tính toán là tiền điện nước, tiền nhà cửa, rồi là tiền học cho con, thì có tiền để mà bỏ ra về không? Có cái cục gì đúng không? Nên là quan trọng là không có tiền thì nó khổ thôi. Không có tiền nó đẻ ra nhiều thứ lắm. Nó kiểu như là càng ít tiền thì càng ít lựa chọn thôi. Ví dụ các bạn có tiền các bạn có thể chọn cái này, chọn cái kia, các bạn chọn sống ở đâu cũng được, các bạn chọn ở khu vực nào cũng được. Bây giờ ví dụ như là sống ở Hà Nội đi mà không có tiền mà đi thuê nhà thì ít tiền thì ít lựa chọn thôi. Ít tiền thì mình sẽ phải thuê những cái căn mà nó nhỏ nhỏ, nó xa xa, muốn sống ở trung tâm không sống được, muốn sống ở những cái kiểu như là nhà lầu không sống được, muốn sống ở chung cư cao cấp không sống được. Mình sẽ phải vào tìm những cái khu trọ nó lụp xụp thôi, nó rẻ tiền thôi. Không có tiền thì nó ít lựa chọn, thế thôi, chả có gì cả. Nên là nhiều lúc là các bạn cứ không nhận ra lý do tại sao á. Các bạn cứ nghĩ là do khoảng cách với do này do kia, phải thiếu tiền ấy. Thiếu tiền nó thế, thiếu tiền nó để ấy, lắm chuyện lắm. Nên là ngày xưa mẹ mình cứ bảo là mẹ mình thì rất là thương con, nên là mẹ mình lúc nào cũng kêu là làm ít thôi, cần gì nhiều tiền đâu. Mẹ chỉ cần là lương văn phòng 7-8 triệu một tháng là được rồi. Mình bảo không thôi, 7-8 triệu không sống nổi đâu. Bình thường mình khỏe mạnh mình sống 7-8 triệu thì không sao nhá. Đến cái lúc mà mình kiểu như là ví dụ như là mình đẻ ra nhiều thứ chuyện như kiểu bệnh tật này, con cái thì tiền đâu rồi mà sống mà 7-8 triệu. Bây giờ nó chưa sao đâu, đến cái lúc nó xảy ra chuyện lúc đấy mới sợ cơ. Thế nên là mình mà không chuẩn bị trước cho những cái điều đấy xảy ra thì sau này mình khổ thôi. Đối với mình có một cái niềm tin là cuộc đời của ai cũng vậy á. Lúc nào nó cũng sẽ có những cái khó khăn, nó không đến sớm thì muộn, nói chung là kiểu gì nó cũng sẽ đến, không có một cuộc đời nó bằng phẳng hết á. Thì có những người chấp nhận là mình hy sinh thời gian ban đầu, mình sẽ cố gắng, mình xây dựng, mình kiểu như là ví dụ như là mình chuẩn bị trước cho nó ấy. Đấy, bao gồm cả tài chính, tiền bạc, rồi là các mối quan hệ, rồi là các thứ, nói chung là mình khiến cho cuộc sống của mình nó chất lượng nó cao lên ấy. Đấy, thì mình chuẩn bị trước cho nó. Ví dụ bao giờ nó đến thì mình sẽ sẵn sàng, mình có tiền đấy rồi, mình có các mối quan hệ rồi, mình có kiểu cái này cái kia rồi, thì mình đương đầu với nó, sau đó sẽ nhẹ
nhẹ nhàng hơn. Còn có những người là bao giờ nước đến cổ mới bơi cơ, không phải đến chân nhảy đâu mà đến cổ mới bơi ấy, mày ngụp lặn luôn ấy. Là ví dụ như là bình thường cứ chơi thôi, cứ rông dài thôi, chả lo lắng gì cả. Đến lúc bệnh tật rồi, đến lúc kiểu như là khó khăn rồi, ví dụ như là vỡ nợ này, thôi nói vỡ nợ hơi to, ví dụ như là bị đuổi việc đúng không, bình thường cũng chả quan tâm đến cái việc là nếu mà mình bị đuổi việc thì sao, tức là không nghĩ đến những trường hợp xấu. Cứ hồi nào bị đuổi việc thì tính, đến lúc bắt đầu bị đuổi việc bắt đầu vắt chân lên cổ đi tìm việc mới. Trong quá trình tìm chưa tìm được thì vay nợ để ăn tiêu chẳng hạn. Đấy, mình lấy những cái trường hợp nó nhỏ nhỏ thôi, chung chung với mọi người thôi, chứ bây giờ bảo thất nghiệp rồi là phá sản này kia thì nó cũng hơi nhiều. Thì cứ chờ đến cái lúc đấy mới bắt đầu đi vay mượn tiền, mới bắt đầu kiểu như là cuống cuồng lên thì khổ thôi. Thì mình là thuộc cái type người số 1 ấy, là cái người mà sẽ chuẩn bị trước cho những điều xấu xảy ra. Cũng chả vất vả lắm đâu, mình cũng cảm thấy bình thường. Chứ còn mình thấy có nhiều người là chờ nước đến cổ mới bơi đấy. Thì mình là cái người sẽ chuẩn bị trước, cái kiểu gì nó cũng đến đấy à. Chuyện gì thì cũng nên nói rõ ràng với nhau. Chị ơi, em với người yêu em cãi nhau thì hai đứa im, tự nhiên người yêu của em nó không nói chia tay với em mà lại chặn em không nói gì hết thì em phải làm sao á? Ảo ma vậy, tự dưng chặn á? Nếu mà em cảm thấy khó chịu quá thì em có thể liên lạc với bạn đấy bằng một cái kênh khác, kiểu nó chặn Facebook em dùng Instagram, Zalo, Zalo gì đấy, TikTok, Gmail, chuyển khoản. Lúc đấy hay đấy. Em hỏi bạn ấy xem là tại sao chặn em. Tức là mình không ngại thì người ngại không phải là mình. Kiểu các bạn thường ngại hỏi rõ ràng một cái vấn đề gì đấy chứ mình chả thấy bình thường. Thì đấy, thì mình rất là ghét cái sự mập mờ và không rõ ràng. Nên là không biết các bạn như thế nào, ngày xưa cái hồi còn trẻ thì mình cũng thế. Cái hồi đấy là mình kiểu hiểu lầm bạn người yêu cũ, hồi đấy là mình có yêu một bạn, xong rồi là mình tự bạn ấy cắm sừng mình. Nhưng mà mình cũng không có, cái tôi của mình cũng cao và mình cũng kiểu như là ngang ngược ấy, còn trẻ mà, còn nhỏ mà, cấp 3 mà. Thế là mình cũng không, mặc dù mình rất là muốn biết là bạn ấy có cắm sừng mình hay không, với mình rất là khó chịu, mình rất là mệt mỏi, mình kiểu không biết tại sao kiểu bạn ấy không có nhắn tin cho mình, bạn ấy cũng không có. Bình thường là mình mà giận dỗi thì bạn ấy sẽ dỗ, nhưng mà đợt đấy là không có dỗ gì cả, xong rồi cũng không có nhắn tin tiếp, xong rồi cũng mặc kệ mình, xong rồi kiểu mặc dù là hai đứa có một cái hẹn đi chơi, nhưng mà xong rồi gần đến ngày đấy mình cũng chả biết là có đi tiếp hay không ấy, tức là trong người rất là khó chịu. Các bạn biết cái cảm giác đấy mà đúng không? Tức là mình không biết được là người ta còn tình cảm với mình hay không, hay là cái mối quan hệ nó đang ở cái trạng thái như thế nào, nó còn đang tiếp tục hay là nó đã kết thúc rồi. Mình không biết là trong lòng người ta đang nghĩ cái gì, xong mình rất là khó chịu nhưng mà mình vẫn không nhắn tin. Thế là tự dưng mình cứ ôm cái cục tức vào trong người, xong mình cứ thấy bực bội ấy, mình cứ cảm thấy là kiểu mặc dù là ai hỏi mình về bạn đấy là mình cũng bảo là hai người chia tay rồi, nhưng mà trong lòng mình thì chưa tin là nó chia tay, tại vì đã có câu gì nói chia tay đâu. Hai người chưa có một cái câu gì dứt khoát cả, chưa có một cái lời tuyên bố gì cả, chưa có ai nói chia tay ai. Chỉ là không nhắn tin với nhau nữa thôi. Thì bắt đầu kiểu khoảng tầm một tuần cái là mình thấy là cảm giác là như kiểu chia tay rồi ấy. Thì ví dụ ai hỏi mình về bạn đấy, mình bảo là hai người chia tay rồi, không nói chuyện với nhau nữa. Thế nhưng mà trong lòng mình vẫn cứ có một cái kỳ vọng gì đấy, mà cái giống kỳ vọng là mẹ đau khổ lắm luôn ấy. Tại vì là mình càng kỳ vọng thì mình càng chờ đợi ấy, mà càng chờ đợi càng không thấy người ta nhắn tin thì lại càng khó chịu đấy. Thế nó mới buồn cười chứ. Thế là lúc ấy rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Xong rồi bây giờ lớn rồi á, không nhá, mình mà cảm thấy cái gì mình thắc mắc là mình hỏi luôn, chả có gì phải ngại cả. Kể cả là hai người mà có vấn đề gì á, đấy, kể cả là chia tay mà mình cảm thấy khó hiểu cái gì, mình nhắn tin mình hỏi, chả có gì cả, nó gì đâu mà phải ngại. Lớn rồi, kể cả là người ta hết tình cảm với mình thì mình cũng thấy bình thường, mình vẫn có thể nhắn tin hỏi được mà, xem là tại sao lại như thế. Mình chỉ cần rõ ràng mọi chuyện thôi, bởi vì cái gì không rõ ràng nó khiến mình khó chịu thôi. Im lặng là kết thúc rồi đó em, ai mở mồm trước thôi á. Thì vấn đề là khi mà mình vẫn còn tình cảm thì mình sẽ luôn nghĩ là nó còn hy vọng ý, nên là mình sẽ chờ, chứ ai chả biết được là như thế rồi. Giống như kiểu là mấy bạn vào đây hỏi mình cái câu mà kiểu bạn ấy thế này, em thích bạn ấy sao bạn ấy thế này bạn ấy thế kia, thì mồm mình bảo là hết hy vọng rồi, bạn ấy cũng bảo hết hy vọng rồi, nhưng mà không, trong lòng các bạn ấy vẫn còn hy vọng đấy, không hết được đâu. Biết thừa là nó không thích mình rồi, tỏ tình bị từ chối rồi, nhưng mà ở đâu đấy kiểu nó vẫn còn cái le lói cái tia gì đấy, kiểu là biết đâu ấy đấy, lỡ mà ấy, kiểu vậy ấy, khổ vậy cả đài. Mời đẹp. Chọn nghe con tim hay là lý trí? Chị ơi, nếu mà đã không nhắn tin hơn 2 tuần mà giờ gặp nhau cứ đòi nói chuyện mà em không muốn thì nên nói sao? Thì em bảo là em không muốn thôi, chả có gì mà phải cố gắng cả. Mình chỉ thấy là vất vả và khó xử nhất là cái đoạn mà các bạn rất là muốn nói chuyện, người ta mà cũng không biết làm như nào ấy, chứ còn mình không muốn thì nó lại đơn giản quá. Kiểu mình biết là nên dừng lại rồi, nhưng mà lòng của mình rất là muốn, kiểu mình cứ bứt rứt là nên theo con tim hay là nên theo lý trí. Chứ bây giờ kiểu cả con tim cả lý trí của mình đã quay ngoắt đi rồi, con tim thì giờ nó có còn muốn nói chuyện nữa đâu. Lý trí cũng bảo là thôi, nó chả xứng đáng nữa rồi, thì
cứ từ chối thôi chứ còn gì đâu mà phải băn khoăn. Quá chuẩn. Con tim bảo có, lý trí bảo không được thì phải làm sao á? Thì chọn đi. Chọn theo con tim thì đa phần nhá, không phải là tất cả, nhưng mà đa phần là chọn theo con tim thì nó giống như cái lúc mà mình đang lên cơn vật thuốc á. Đấy, con tim của mình bảo là hít đi, hít lấy hít để đi. Đấy, thì lúc đấy là mình sẽ rất là thỏa mãn, rất là sung sướng đúng không? Nhưng mà lý trí bảo đừng hít, nhưng mà nếu mà mình nghe theo con tim thì sao? Nghiện đi á, mãi không dứt ra được, thế thôi. Nên là một cái thì nó sẽ khiến cho mình thỏa mãn và vui vẻ ngay lúc đấy, nhưng mà về lâu về dài thì không tốt. Bởi vì là nếu mà lý trí của mình bảo đừng thì tức là đấy là cái mối quan hệ toxic rồi. Mình mà vẫn đâm đầu vào thì sớm muộn thôi là mình cũng chịu đau khổ, là mình cũng chịu hậu quả của nó, không sớm thì muộn các bạn nhé. Mình nói chung là tùy gu của mỗi người thôi, chứ không phải là ai cũng giống nhau đâu. Mình thì là thuộc team mà có thể cai nghiện được nhé, yêu được bỏ được. Không có bao giờ mà kiểu gọi là vật vã rồi là không thể nào mà bỏ được, là mình không như thế. Mình market mà. Bạn bị kinh rồi. Yêu được bỏ được, đốt yêu được bỏ được, chính xác. Mình là team yêu được bỏ được, không bao giờ mà kiểu như là cảm thấy là mình thiếu ai mà chết hết á. Mình nghĩ là chỉ có gia đình là duy nhất thôi, những thứ còn lại có hay không quan trọng. Tức là có những thứ nó quan trọng, nhưng mà nếu mà người ta làm cho cái mối quan hệ đấy nó không tốt nữa rồi thì cái đấy thì nó không quan trọng với mình nữa. Sao chị lấy ví dụ là thuốc mà không phải là tiền á? Thì đang nói về cái mối quan hệ toxic đấy em, thì nó sẽ độc hại như là ma tóe ấy, đúng không? Một cái mối quan hệ độc hại thì nó không khác gì ma tóe cả. Nó khiến cho các bạn đam mê chìm đắm vào. Các bạn khi mà muốn kết thúc nó nhưng mà các bạn nhớ người ta thì giống như lúc các bạn vật thuốc ấy. Là các bạn thèm thuồng, là các bạn khao khát, là các bạn không thể kiềm chế được bản thân, là các bạn sẽ lại nhắn tin cho nó, lại muốn gặp nó, đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà nếu mà cái mối quan hệ đấy nó độc hại mà các bạn vẫn tiếp tục duy trì nó thì sau này nó sẽ rất là khổ các bạn thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là càng lún sâu vào thì nó càng khổ. Là một, thứ hai là các bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi nó nhiều lắm. Ví dụ như là thời gian này, năng lượng này, các bạn ở bên cạnh một cái mối quan hệ như thế khiến các bạn buồn nhiều thì liệu các bạn có năng lượng để làm gì không? Trong khi bạn bè rồi là mọi người lúc nào cũng vui vẻ, tích cực, người ta đi làm được bao nhiêu thứ, mình cứ suốt ngày chỉ có vì tình thôi mà khóc lên khóc xuống, nó khổ. Khổ không? Khổ vãi luôn đúng không? Thì tức là nó tác hại của nó không khác gì ma tóe cả. Đấy, thì phải so sánh với cả cái gì mà nó giống chứ, sao lại tiền? Mẹ tiền thì thích quá, tiền thì ai chả đâm đầu vào, điên à? Làm sao để phân biệt được đâu là con tim, đâu là lý trí á? Ôi giời vãi. Thank you.